Bây giờ xuống nè. Rồi. Đầu mình chạm thôi. Rồi, ok. Sau đó chỉnh 5 giây. Đó, nhó những chừng căng thẳng cái chừng ra để mốt nó không bị gì cái chừng. Đó, chỉnh 5 giây. 3 4 5. Rồi dùng lực nó đẩy lên, đẩy lên. Rồi, chạm chừng vậy. Rồi, ok. Rồi, đây nè đúng không? Rồi giờ mình xuống rồi, mũi. Xuống mũi. Xuống mũi. Nhớ nhớ cái chừng căng thẳng cái đầu gối ra. Rồi nó lực đây ba nhóm nhiều lực ở trong 5 giây. Rồi đẩy lên, dùng lực đẩy lên. Rồi hít thở ba nhịp, ba hơi thở. Rồi xuống đụng cầu. Cô lên này nè. Rồi đẩy lên. Ok. Rồi hai 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 hơi thở. Rồi khi mình dồn tới dồn tới rồi nhóm một cái chân này đó như thế này đúng không, thẳng với tay nha. Rồi trở về, rồi đậu ba chân kia giữ ba nha. Rồi liên tục luôn, phía là mình đẩy bằng cái tay mình nè đúng không, chân này khác đúng không, mình vai đẩy lên tới là dồn nó vô lực vai, mình vai đẩy lên đó. Nhớ xuống xí cột vô, xuống xí cột dồn nó lực tay vai. Rồi dồn nó cả hai, dồn nó cả hai chân vô đó, dồn nó cả hai chân vô. Rồi đi đây đúng rồi, giữ không cái đầu gối chặt lắm, ngoài cái cũng cao lên, giữ giữ. Rồi thì đúng rồi, hai bụng mình có hai cái đẩm thì mình kẹt cái quỷ tay vô để nó lại cái đứng được chỗ. Rồi ok, rồi không cắm đầu xuống, đẩy người tới, đẩy người tới tự động chân nhất lên, mà đẩy người tới tự động chân nhất lên, rồi mình dùng cái lưng dưới mình đẩy lên đó. Rồi thử đi, đẩy người tới tự động, ờ đó, đẩy người tới tự động là chân mới nhất lên, đẩy người tới, đẩy người tới đó, thấy không, chính xác. Giữ đừng đứng nâng chân cao nữa, từ từ rồi mình mới đẩy cái lưng chân lên đúng không. Con người mình nghĩ là gì nè, cái đầu em bị cấm đúng không, rồi cái lưng trên mở lên rồi mới nâng cái lưng dưới lên đúng không, mình nâng là mở lên từ từ này, giống như là nó là cái tư thế con châu chấu vậy đó, nó nâng lên nè đó. Thay vì cái bụng mình đặt ở dưới sàn thì cái bụng mình đặt ở cái khuỷu tay mà thử lại. Nó chắc là người đó nhớ đẩy người tới trước, đẩy người trước khi mà nó lên tư thế bắt đầu mình mở cái lưng lên, đẩy người tới trước tự động chân nhất rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, giữ đúng rồi đó, thấy không, làm được phải không, nó đơn giản không, ok tốt.